Xin cảm ơn sự trở lại của quý vị và sau đây là phần tin châu Á. Cơn bão mạnh nhất năm 2020 đã ập vào Philippines, làm cho ít nhất 10 người thiệt mạng và 2 người mất tích. Sau khi bão có tên là Goni, là cơn bão mạnh nhất thế giới năm 2020, đã ập vào hòn đảo chính Luzon của Philippines hôm 1 tháng 11. Hãng tin Reuters đã cho biết là Tổng thống Philippines ông Duterte đã giám sát kế hoạch ứng cứu thảm họa từ thành phố Davao, quê nhà của ông ở miền Nam. Bộ Nông nghiệp dự báo thiệt hại tối thiểu đối với mùa màng vì các nông dân đã được cảnh báo trước là phải chuẩn bị để đối phó với cơn bão. Bão Goni là một trong các cơn bão mạnh nhất ập vào Philippines kể từ sau bão Hải Ấn năm 2013, đã làm cho hơn 6.000 người chết. Theo hãng tin Reuters, một cơn bão khác có tên là Atsani cũng đang tiến vào Philippines và có thể gia tăng cường độ trong những ngày sắp tới. Bản tin thứ hai về châu Á nói đến 7 chính trị gia thiên dân chủ ở Hồng Kông đã bị bắt. 7 chính trị gia theo đường lối dân chủ tại Hồng Kông đã bị bắt giữ quanh vụ ẩu đả với các nhà lập pháp ủng hộ Bắc Kinh tại hội đồng lập pháp của thành phố hồi tháng 5. Cảnh sát nói là họ bị cáo buộc tội danh coi khinh và quấy rầy các thành viên hội đồng. Đây là vụ mới nhất trong loạt các vụ bắt bớ đối với những người chỉ trích Trung Quốc tại Hồng Kông sau khi luật an ninh quốc gia mới được ban hành. 6 thông cáo của cảnh sát cho biết là 6 người đàn ông và một phụ nữ đã bị bắt giữ như một phần trong cuộc điều tra về phiên họp hôm 8 tháng 5. Sự kiện sau đã trở thành vụ ẩu đả quanh vụ tranh cãi về việc ai kiểm soát một ủy ban then chốt trong cơ quan lập pháp. Những người bị bắt gồm có Wu Chi-hwa, Andrew Wan Chu, Helena Wong, Pik Hwa, tất cả đều thuộc Đảng Dân Chủ, và Fernando Chong, Chi-ho cùng Kuo Kyun của Đảng Lao động. Các nhà cựu lập pháp như là Eddie Chuhodi và Raymond Chan Chi Chuan cũng bị bắt giữ vào hôm Chủ nhật vừa qua. Tất cả họ nằm trong nhóm các nhà lập pháp ủng hộ dân chủ, những người đã tìm cách xông vào vị trí ghế ngồi của Chủ tịch Hội đồng lập pháp sau khi các thành viên thân Bắc Kinh trong hội đồng cố tình đưa một trong những trịnh gia của họ vào vị trí lãnh đạo ủy ban sau nhiều tháng bế tắc. Thưa quý khán thính giả, đó chỉ là những hành động lúc đầu sau khi luật an ninh mà chính quyền Bắc Kinh áp đặt lên Hồng Kông, và chắc chắn sẽ còn những gọng kìm khép chặt dần dần thêm nữa. Một bản tin khác rất đời thường nói đến liên hoan phim quốc tế đã khai mạc tại thủ đô Nhật Bản Tokyo nhưng trong quy mô thu nhỏ. Một trong các liên hoan phim lớn nhất tại châu Á đã khai mạc tại thủ đô Tokyo mà không có phần đi trên thảm đỏ của các tài tử cũng như đạo diễn vì ảnh hưởng của đại dịch virus corona. Hôm thứ Bảy vừa qua, lễ khai mạc liên hoan phim quốc tế Tokyo lần thứ 33 đã diễn ra tại diễn đàn quốc tế Tokyo. Sự kiện này năm nay đã được thu hẹp vì COVID-19. Thay vì đi trên thảm đỏ trong sự chào đón của đám đông hâm mộ, thì các tài tử và đạo diễn thực hiện phần chào hỏi trước các thành viên giới truyền thông mà thôi. Đại sứ của liên hoan phim năm nay, đó là tài tử Yuhiko Kuhi, cho biết dù rằng mọi người đang phải chung sống với virus corona, nhưng liên hoan phim vẫn sẽ tìm cách để có thể tiếp tục diễn ra. Năm nay sẽ không có phần bình chọn trao giải xuất sắc nhất vì các thành viên ban giám khảo từ nước ngoài không thể tham dự do đại dịch virus corona. Giải khán giả do khán giả bầu chọn từ 32 bộ phim sẽ là giải duy nhất của liên hoan phim Tokyo năm nay. Liên hoan phim diễn ra tới ngày 9 tháng 11 và giải khán giả sẽ được công bố trong ngày tổ chức sau cùng. Và sau đây là bản tin sau cùng nói đến việc sinh viên Thái Lan đã biểu tình ngay tại chính lễ tốt nghiệp của họ. Đại học Thammasat ở thủ đô Bangkok từng nổi tiếng là nơi đào tạo ra nhiều chính trị gia và các chuyên gia pháp lý. Tuy nhiên, trường cũng được biết đến như một điểm nóng của hoạt động chính trị. Nhiều sinh viên đã đứng ra tổ chức các cuộc biểu tình hiện
nay nhằm yêu cầu Thủ tướng Chan Ocha từ chức và cải cách chế độ quân chủ. Sinh viên hôm thứ Bảy là ngày ra trường đã bắt đầu biểu tình từ hơn 5 tiếng trước, và một số họ trong họ đã giả vờ nhận được bằng tốt nghiệp được trao từ các tấm bia in ảnh toàn thân với kích thước thật của những người nổi tiếng hay là chỉ trích chế độ quân chủ. Những người khác phát tờ rơi có mã QR dẫn đến một video chỉ trích chế độ quân chủ. Một sinh viên chỉ mới 23 tuổi tốt nghiệp, người đã giúp tổ chức cuộc biểu tình cho biết anh và các sinh viên khác đang biểu tình nhằm yêu cầu cải cách một cách hòa bình. Anh thêm rằng anh hy vọng hoàng gia sẽ lắng nghe những lời kêu gọi thay đổi. Biểu tình ủng hộ dân chủ đã diễn ra trên khắp Thái Lan trong nhiều tuần lễ qua, và gần đây thì các nhóm ủng hộ hoàng gia cũng đã bắt đầu tổ chức biểu tình để chống lại nhóm đòi cải cách. Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin sau cùng về châu Á. Mời quý vị trở lại với Mai Tuấn sau phần thông tin thương mại với một vài tin như sau. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam tuyên bố Việt Nam là trung tâm trong tầm nhìn của Mỹ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Nhiều công dân Việt Nam ở Nhật đã bị cảnh sát Nhật bắt để điều tra vì tội trộm cắp.